người đã quay trở lại với series What Did I Miss Used? Và bài học ngày hôm nay của chúng ta cùng nhau finish, gói lém lại đúng không? Tất cả những cụm từ mà mình có ở trong toàn bộ cái series này. Mà để khép lại series này cũng như là khép lại năm 2021 thì mình đã tạo cái video này. Chúng ta có thể là cho đón chào một năm mới đúng không? Năm 2022 một cách thật là thành công, may mắn, rực rỡ, có thật là nhiều niềm vui và đặc biệt là thật an lạc, bình an trong cái thời điểm Covid đang rất là nguy hiểm này. Hy vọng rằng là kết thúc lại cái series What's That Makes You này thì chúng ta có thể là nắm rõ hơn đúng không, những cái từ mà chúng ta hay sử dụng một cách nhầm lẫn trong tiếng Anh và mình có thể phân biệt chúng một cách rạch ròi, và chúng ta cũng sẽ có một năm 2022 thật là tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui, thật là nhiều hy vọng, hạnh phúc và những cái điều mà như ý đúng không, vạn sự như ý muốn. Ok, so are you ready? Let's get started. Cụm từ đầu tiên chúng ta có đó là eligible và eligible. Hai từ này thì thực ra là chúng có cái cách viết gần giống nhau, đó là từ eligible đúng không? Một cái là eligible và một cái là eligible. Nhưng mà cách đọc của chúng thì lại khác nhau. Đương nhiên là ngữ nghĩa của chúng thì hoàn toàn không giống nhau. Thực ra là từ eligible thì nó xuất phát từ cái từ eligible đúng không? Eligible nó mang cái nghĩa là unable to read, tức là không thể đọc được vì chúng viết xấu hoặc là không rõ ràng. Và cái từ trái nghĩa của nó thực ra là nó là từ gốc, đó là tính từ legible, tức là able or clear enough to read. Và từ thứ hai chúng ta có đó là eligible. Eligible tức là hợp lệ, đủ tư cách để làm gì. Vì thế nên cái từ trái nghĩa của nó tức là không hợp lệ, không đủ tư cách là ineligible. Và cái từ đồng nghĩa với eligible thì chính là qualified, đúng không nào? Đủ tiêu chuẩn, đủ cách, tư cách để làm gì. Và đối nghĩa của qualified là unqualified thì nó sẽ bằng với lại ineligible. Does that make sense? Chúng ta có ví dụ thứ nhất. His handwriting is illegible as is too careless, đúng không? Cái bài viết của anh ấy thì thực sự là không thể nhìn được, đúng không? Vì nó quá là cầu thả, illegible. Ví dụ thứ hai chúng ta có đó là eligible là hợp lệ, tư cách, có đủ tư cách để làm gì. Và chúng ta hay thấy một cái ví dụ rất là hay là chính là gì? He is eligible for the election this year. Anh ấy thì đủ tư cách, đủ hợp lệ để mà cho cái cuộc bầu cử, đúng không? Cái ứng cử trong thời gian sắp tới. Perfect. Does that make sense? Awesome. Chúng ta cùng nhau đến với cái cụm từ thứ hai, cặp từ thứ hai đó chính là explicit và illicit. Từ này cũng có cái đuôi giống nhau, đó là đuôi licit, nhưng mà nghĩa của chúng thì hoàn toàn khác nhau. Implicit thì explicit thì nó bằng cái nghĩa là clear, là rõ ràng đúng không? Còn implicit là từ trái nghĩa của explicit thì nó lại mang cái nghĩa là gì nhỉ? Nó lại mang nghĩa là một cách ẩn ý đúng không? Tức là ám chỉ, ngụ ý. Còn từ thứ hai chúng ta có đó là từ illicit, thì nó mang cái nghĩa là illegal, tức là bất hợp pháp, tức là không hợp lệ, đúng không? Perfect. Cặp từ tiếp theo chúng ta có đó là imminent và eminent. Hai từ này thì nó có cái đuôi minent giống nhau, thế nhưng mà cái cách đọc thì khác nhau, một là imminent và hai là eminent, và nó đều là tính từ, tuy nhiên thì nghĩa của chúng cũng khác nhau luôn. Imminent mang cái nghĩa là happen soon, likely to happen, sắp xảy ra và có khả năng cao là sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn. Còn eminent thì nó bằng với lại prominent, bằng với lại outstanding, tức là nổi bật, kiệt xuất, lỗi lạc, đúng không? Eminent, một người xuất chúng, thì một người rất là giỏi, talented và devoted thì sẽ trở thành eminent person. Và một cái điều gì đó, một cái sự kiện nào đó có thường là mang cái tính chất là negative, xấu đúng không? Bi quan một chút thì nó sẽ là imminent. For example, the rain is imminent. Sắp mưa, đúng không? Awesome, so far so good. Chúng ta đến bốn cái từ tiếp theo, đó là cái cặp từ liên quan đến cái sự chuyển giao đúng không? Và chúng ta rất là hay gặp từ chance, thường chuyển giao giữa hai cái yếu tố gì đó. Và chúng ta có bốn từ transact, transit, transfer và transmit. Làm sao để chúng ta có thể phân biệt cái sự khác biệt giữa bốn từ này nhỉ? Từ đầu tiên đó là transact, thì bằng với lại conduct to a conclusion, thì thường là nó mang nghĩa là giao dịch,
đúng không, giao dịch và đi đến một cái kết luận nào đó, hoặc là một cái hợp đồng, hoặc là một cái hiệp ước nào đó, một điều khoản nào đó được diễn ra, đúng không, một hợp đồng được ký kết, thì thường là chúng đã dùng với lại doanh nghiệp, business, bank, ngân hàng, hoặc là negotiation là một cái sự đàm phán. Từ thứ hai chúng ta có là từ transit, thì thường nó mang cái nghĩa là with plan, tức là có cái sự, có kế hoạch, đúng không, vận chuyển hoặc di chuyển ai cái gì từ nơi này đến nơi khác, và thường là bằng vehicle, ví dụ như là bus chẳng hạn, là xe buýt chẳng hạn, là train hoặc là airline, thì thường là mình sẽ di chuyển, chuyển rời, đúng không. Hoặc là chúng ta có một cái danh từ transit ở đây thì dùng như là động từ, còn nếu là danh từ thì nó mang cái nghĩa là quá cảnh. Ví dụ chúng ta bay từ Việt Nam đến Mỹ mà mình phải quá cảnh một đất nước thứ ba, thì cái đất nước thứ ba đấy mình gọi là we will transit at, for example, let's say Japan, đúng không? Mình sẽ quá cảnh ở một cái địa điểm thứ ba trước khi mà mình bay thẳng. Ok. Từ thứ ba chúng ta có là từ transfer. Transfer mang nghĩa là di chuyển, đúng không? Hay là bằng cái move, hoặc ngoài ra nó cũng mang cái nghĩa là chuyển trường hoặc chuyển công việc, chuyển chỗ làm, hoặc là mình chuyển đổi xe, đúng không? Mình đang đi xe A mình chuyển sang xe B thì mình sẽ transfer to another vehicle. Ngoài ra thì mình cũng có thể chuyển trường, đúng không? Mình đang học ở trường A và mình transfer into another school thì cũng là chuyển trường. Hoặc là đơn giản là chỉ mang cái nghĩa là di chuyển mà thôi. Ok, và từ cuối cùng chúng ta có nó là transmit. Transmit thì nó mang nghĩa là truyền, nó cũng là vận chuyển nhưng mà nó là vận chuyển sóng, và thường là sóng hay còn gọi là signal, đúng không, của TV, của radio, của electronic devices. Perfect. So does that make sense? So far so good. Excellent. Và chúng ta có cặp từ tiếp theo của ngày hôm nay. Let's move on for the next couple of words, that is salary and the wage. Salary thì nó là lương theo tháng, còn wage thì thường là lương theo tuần hoặc là lương theo giờ, như chúng ta có là wage rate, tức là lương trên giờ. Từ tiếp theo chúng ta có là từ fare và từ fee. Fare thì nó mang nghĩa là phí, thường thì là lộ phí xe buýt chẳng hạn, đúng không? Plane fares, bus fares, còn fee nó cũng là phí, thế nhưng mà nó không phải là phí để mà di chuyển để đi lại, mà nó là học phí. Ví dụ chúng ta kết hợp với từ tuition fee để trở thành học phí, đúng nào. Và ở đây thì chị bonus cho các em một từ thứ ba là từ ticket. Ticket thì thường nó là vé, đúng không, và chúng ta hay sử dụng là gì, airline ticket là vé máy bay, hay là parking ticket là vé để đỗ xe mà chúng ta cũng phải mua để có cái ticket này. Ok, và từ fare là bus fare hoặc là plane fare, thì người ta cũng dùng một cái từ nữa đồng nghĩa với cái từ fare này, và thường thì nó sẽ là từ pass. Ví dụ như ở nước ngoài mình hay có public pass, tức là một cái vé tháng, đúng không, hoặc vé tuần, thì mình sẽ mua theo cả một pass, một quyển luôn, hoặc là một cái thẻ pass. Ok, perfect. Và that's the end of our lecture video today. And thank you so much for watching. Again, Happy New Year and wish you all the best, you know, in terms of the luck, the health, the prosperity, the success, and even the happiness in our life as well. Hopefully in 2022, we can reach the personal fulfillment and achieve all the best wishes that is essentially within your expectations and even beyond your expectations in the positive meaning. Thank you so much for accompanying with me in this year, and goodbye. Have fun.